Vô nước cho chị Quyền đó là vô từ cây cột đó đó, chạy dài qua nè. Ở một dãy nhà này thì rất là khổ luôn, toàn là dân khổ không nào quý vị. Đó thì do cái nhà nước cấp đất cho và các nhà cho như vậy nè. Đó cũng cặp bên hông của chị Quyền nè. Đó thì nhà chị Quyền cũng bên đó đó, chỗ cái chòi đó heo quý vị. Đó thì bên này thì đất cũng do nhà nước cấp rồi cắt cho nè, túc vậy toàn là dân khổ không. Đó quý vị, thì cái này mà được một khúc gạo, một thùng mì mỗi nhà rất là vui luôn quý vị ơi, thấy là xót thiệt. Đó thì nè, từ cái cột điện đó, đó nếu mà vô nước đó, chỉ có vô đồng hồ thôi là chị Quyền tự đào và vô ên luôn, mà cũng đợi tới tháng sau. Đây là một dây này là dây nhà của nhà nước cấp không đó, cắt túc vậy đó, gồm 7 nhà hết quý vị. Còn chị Quyền thì nằm ở phía sau cũng gần đây đó, bà con cô bác nóng chịu không nổi ra đây chỗ bụi tre nè quý vị, nghỉ mát nè đó, rất là ấy luôn. Đây quý vị, nó ra đây nghỉ mát, quá đông vui, ngồi trong nhà nắng quá hả trời. Ở đây mát á, ngồi trong nhà ngực quá, nhà ton mà thấp, ẩm thấp vậy. Cũng như là thấp quá đó quý vị. Đó, một dây 7 nhà. Đây quý vị, nắng lắm, cũng thấp thôi, không có cao. Kính chào cô chú anh chị em gần xa thân mến đã trở lại vlog Thắng Miền Tây. Hôm nay Thắng Miền Tây tiếp tục lại tới nhà chị Quyền 6 đứa con nữa. Tình hình vô điện thì đã biết rồi quý vị, ta cũng lại khảo sát xong rồi, mà nhưng hiện tại là cái chòi người ta không vô cho. Chừng nào chị Quyền có cái nhà đó mới người ta vô cho quý vị. Hiện tại giờ là cũng vô điện chưa được đó quý vị, thì chừng nào có nhà cửa xong xuôi rồi người ta mới vô cho. Chị Quyền cũng điện cho mình biết đó, thì còn cây nước sạch thì nghe chị nói tới một tháng sau để mình vô bàn với chị như thế nào, kêu người khác được không, bây giờ cần gấp rút để vô liền cho chị xài, chứ còn đợi một tháng sau gì nói không có đồng hồ gì. Bây giờ đồng hồ chạy ra mua đâu có bao lâu đâu vậy đó, mà mấy chú cũng phải, mấy anh cũng vô cây nước cũng phải thông cảm cho chị, bây giờ người ta cần liền xài liền bây giờ đó, cái gì đợi tới một tháng sau, bởi vì nghèo mất eo thiệt. Vô cũng tiền sòng phẳng trả đàng hoàng quý vị, mà hiện tại giờ thì nói hẹn với chị một tháng sau nữa, chị cũng điện cho mình thì mình lại đây hiểu rõ câu chuyện thật hư như thế nào, vô điện như thế nào và vô cây nước như thế nào ha. Thì mời quý vị cùng Thắng Miền Tây vào bên trong để xem cái tình hình như thế nào. Đây hôm nay thì lại có đất sóc lang thang, cũng mua cái vài miếng bánh cho các cháu, thấy tội nghiệp lắm quý vị. Đó, của ít lòng nhiều ha. Đó, rồi với kẹo nè, đây là đất sóc lang thang. Đất sóc lang thang mua cho mấy cháu ăn đó quý vị. Đó, của ít lòng nhiều, thôi vô đi. Vô đi. Đó thì nghèo thì nó ngặt nghèo đủ thứ hết trơn quý vị. Có tiền vô mà vô không được nữa. Bây giờ hiện tại giờ thì nói còn một tháng sau nữa mới vô cho chị, để mình vô bàn với chị như thế nào. Đây thì cũng một tin vui cho một cháu con của chị Quyền, đó là có Mạnh Thường Quân cũng giấu tên mà mình chưa nói đâu, chừng nào bé đi học sẽ mình cho quý vị biết luôn. Đó là cũng lo cho cháu đi ăn học, thì chị đó cũng lo cho cháu ấy đi ăn học luôn, sau khi cất nhà xong và vô nước vô điện xong xuôi về mới là tính cái chuyện cho cháu đi ăn học. Hiện tại giờ thì mình cho biết trước thôi, cho bé cảm giác bé như thế nào. Thì mời quý vị cùng vô nha, vô tìm hiểu thêm. Rồi. Đó, Lola. Quá rồi. Đó, che rồi, thấy cũng kính đáo lên. Che đẹp phê. Che có cũng như là cái cửa tự động vậy đó, bấm cái là nhảy nó từ từ xuống, bấm cái nó lên từ từ. Thấy chú bánh. Quá. Đó. Che cho mấy con mấy
quá trời luôn. Có nè, đây đồng tiền đô la đó, đồng tiền vàng nè đó, để xuống đây nè đó. Ô quá đẹp luôn. Ô à, cảm ơn chú. À, chị Quyền à, nghe nói là cái nước sao nếu người ta nói đi làm với làm gì xong xuôi tí nó sao mới vô được. Rồi bây giờ sao không cho mình kêu người khác? Bạn đó, không được. Ở kêu người khác không được luôn. Dạ. Rồi còn điện? Điện thì người ta nói nhà lá với nhà tường á mới chắc được, đi vô được, nhà gì vô không được. Sợ nguy hiểm mấy nhỏ. À, vậy là mình đợi cho thể đi, đợi tới tháng sau có chính quyền cất nhà cho mình á là có thể người ta vô cho mình luôn ha. Dạ, dạ. Hiện tại giờ mình cần xài nước bây giờ nè. Nước thì vô dễ thôi, đâu có gì đâu. Ông nói chưa có đồng hồ với trẻ tháng sau luôn á. Trời ơi, đàn em hả, điện một cuộc gọi một là người ta vô liền luôn chứ không có đợi tới tháng sau tháng gì luôn á. Nước này dễ vô hơn điện. Điện thì phải cần có nhà mới vô được, còn nước là vô giờ nào cũng được hết trơn á. Tại hồi nãy em điện cho ông nói tháng sau mới được. Biết vậy nãy bờ điện là có em ở đây thì em ghi hình luôn, sao mà không vô cho người ta liền để xài. Rồi chị có hỏi là bao nhiêu tiền không? Có hỏi ảnh không? Dạ chứ, ông nói ông lại ông mới biết nhiêu tiền. Ờ. À, tưởng nó vô liền đi rồi người ta thiếu đủ gì người ta bù vô cho. Dạ. Rồi nếu mà như vậy rồi đợi tới tháng sau nữa. Dạ. Rồi ảnh đi đâu rồi bữa nay? Dạ, ổng đi làm ngày cho anh ta. Làm ngày hả? Dạ. Đi làm hồ hay là đi làm gì vậy chị? Bữa nay đi làm đào đất. Cũng giỡn ha, cũng đi làm mua cái này bắt cái kia ha. Ổng làm đủ thứ, ai người nào chơi vẻ gì làm gì ổng cứ đi vậy đó. Ừ. Làm gì? Cái sao mình làm mình mua đồ ăn nãy rồi. Dạ, mua đồ ăn, mua sữa lo cho mấy bé. Rồi đủ không? Dạ, ổng làm được đủ ngày. Với con của em làm ngày cho 50,000 vậy. Xong. Đúng rồi, tại vì mấy bé thì cũng đang tuổi lớn rồi. Phải lo. Vậy là vô cái nước chỉ có một mình anh đó thôi chứ không có kêu người khác được sao? Dạ. Ngộ vậy trời. Rồi phải đợi tới tháng sau nữa. Bây giờ thì trước mắt chắc phải xài nước tạm rồi gánh người ta đi ha. Dạ. Thì đây cũng có mấy cái phi nè. Dạ. Em nói bờ vô đó chị còn 4 triệu đó vô, nếu thiếu đủ gì em bù cho. Dạ. Bây giờ vô tới tháng sau luôn. Dạ, 4 triệu không dám xài, nó đi gửi người ta. Ờ, gửi người ta hả? Không dám xài luôn. Dạ không. Em nói chừng nào thiếu em bù cho. Không dám xài, sợ không thiếu không cái tiền trả. Rồi. Còn 4 triệu yêu nguyên á. Không dám xài. Xài ngàn nào hết trơn. Ai vô tội nghiệp quá trời luôn. Không dám để trong túi luôn. Đúng rồi, cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ mình cái gì đó thì mình phải thực hiện theo ý lời như người ta. Người ta mới thương mình nữa, người ta tiếp tục giúp mình. Chứ còn mình làm trái ý người ta là người ta một lần một ta bỏ mình rồi. Đã có thể ý đâu. À, bé này tên gì quên nè. Ngọc Trang. Nè, bây giờ chú hỏi nè, con muốn đi học không ha? Con ước mơ được đi học ha. Dạ. Hiện tại giờ chưa có nhà thì chú cũng không có cũng chưa có cho con biết cái tin vui này ha. Dạ. Nếu mà có nhà rồi xong xuôi đó. Dạ. Thì có một dì Mạnh Thường Quân đó. Dạ. Muốn giúp đỡ con đi ăn học. Đó là cho con đi ăn học, nếu mà có nhà. Bây giờ còn ở cái trò như vậy thì con không có, cũng như là còn chăm em nè, mấy đứa em nữa là con đi học không có được phải không? Chừng nào có nhà cho mẹ chăm rồi con sẽ đi học. Có một cô chú Mạnh Thường Quân giúp con đi học, con mừng không? Mừng. À. Em sẽ lên sống suy hay ớt, chẳng cả bạn đã nghỉ hè cái chương trình đấy. À, đi học là còn cỡ vẫn mấy tháng nữa mới vô học được hết chứ? Vậy. Tháng 8 mới nghỉ hè. Mà nhưng mà nó có giấy tờ là mình đưa vô học lớp 1 là người ta nhận liền ha? Dạ, có giấy tờ. Làm có một chị Mạnh Thường Quân cũng giấu tên, nói là nửa cất nhà xong chui đi cho bé tên gì con? Ngọc Trang ha. Là cho con đi học, mà con đừng có phụ lòng cô chú đã giúp đỡ mình, con gắng học cho giỏi ha, đừng có dốt chữ như chú ha. Chú là dốt nát luôn đó, hồi đó chú học có lớp 3 đó nè, con xây mặt lại đây này đó.
Rồi quậy rồi quá trời luôn. Hồi đó là chú có học có lớp 3 thôi. Đó, chú đã ngu rồi, con đừng có ngu nữa, rồi đừng có làm phụ lòng cô chú đã giúp đỡ mình ăn học. Ăn học lớn lên mình có biết cái chữ, mình cũng đi làm cái gì cũng nó dễ á. Đó thì mình trả hiếu cho cha mẹ là được. Còn mà con mà không gắng học thì dốt chữ là làm cái gì cũng không có được cái gì hết trơn á. Đó. Ngồi đi con, ngồi đi con. Ủa, quá quậy à. Nếu mà đi học cho bé học ở ở đâu chị nhầm dạ, ở phân tập mình nữa. Đừng có la con. Quá quậy à. Ồ. Dạ gần. Gần mình lại á. Vậy là đi là phải có xe đạp phải ha. Dạ. Con biết đạp xe phải không? Con hổm này. Mà ngặt cái giờ không có xe đạp. Ờ không có xe đạp đâu ạ? Xe đạp ngồi kia nó chạy đi bể dành gãy hết trơn luôn á. Ờ xe đạp quá quá cũ rồi. Dạ. Là gia đình con á, gia đình con với mẹ con với cha con là quá trời có phước đó. Đó thì có một cô một chị một ở nước ngoài đó là giúp từ đầu tới cuối luôn. À, nghe vô cái nước nói thiếu tiền thì chị bù cho nữa cho đủ. Đó. Tháng sau mới vô được cái nước nữa. Rồi bố chiều đó không dám xài luôn á. Đi gửi người ta luôn. Đi gửi người ta luôn. À, vô tội nghiệp. Luôn. Quá trời. À, mình không có sữa, không có bột ngọt, có gì mình lấy xài, không dám lấy. Ờ, à, đó thấy không? Em cũng nghèo nè, nên em biết cái hoàn cảnh nghèo như thế nào. Đó. Chứ thật sự thì rất là xót luôn. Bố chiều đó không dám xài bột ngọt. Rồi à, hai đứa con lớn của chị là làm có phụ gì vô gia đình chút đỉnh nào không trời? Dạ, nó đi làm trợ sắt nó phụ được 100 ngàn cũng đỡ. Một ngày 100 hả vậy? Dạ. À, cũng đỡ ha, cái đó là cái phần mình sống trong cuộc sống hàng ngày như cơm nước gạo tiền cũng như là bột ngọt rồi ha. Dạ. Cũng đỡ. Nó làm được 150 nó lấy 50 về để ăn sáng. À, cũng có hiếu ha. Ngọc, đi đàng hoàng. Sao mấy hai ba đêm nay con ngủ ngon không? Có giạc có niệm á. Coi có nằm mơ không? Thấy chú Thắng cho tụi đi học. À. 10 tuổi rồi đó quý vị. Đó. Rồi đứa này nhiêu tuổi? 22 tháng. 22 tháng rồi đứa này. Cái này 3 tuổi, đứa 10 tuổi, đứa 22 tháng rồi đứa này mấy tháng? 3 tháng. Quá. Wow. Chị gặp chồng sau này là mấy đứa con? Ba đứa, chồng trước ba đứa là do chồng trước mắc ha. Dạ. Bệnh mắc hả vậy? Dạ, ông bị sơ gan. Ờ, sơ gan mà. Chịu sao nổi, sơ gan 10 người đi hết 10. Quá quậy rồi, đất sốc khỏi cái gì, đất sốc khỏi rồi, đất sốc ơi. Hôm nay có bánh ăn là thấy vui không con? Rồi sao, bánh ăn được không? À, thì thật sự mấy bé này thấy rất là tội không chị? Nói chung là còn nhiều cái hoàn cảnh lắm quý vị ơi. Tại anh em mình không có kinh phí để đi cũng như là đi quay thôi. Chứ một ngày với mười mấy cuộc gọi để kêu đi giúp đỡ. Nhưng mà anh em mình phải đi tới chỗ và khảo sát như thế nào. Thực tế như vậy không mấy là anh em mình quay đưa lên mạng. Để cho cô chú Mạnh Thường Quân nếu mà có giúp đỡ cũng giúp đúng đối tượng và đúng cái gia đình đó. Nhiều lắm mà tại cũng mình không có kinh phí nhiều. Như anh em khác, thành ra mình cũng ít có quay hoàn cảnh. Có hoàn cảnh chị Huyền này là được ưu tiên à. Ưu tiên hơn người ta đó quý vị. Đó thì cũng có một chị ở nước ngoài cũng giấu tên đó, giúp đỡ chị Huyền này từ đầu tới cuối luôn. Đó rất là nhiều công đức, rất là nhiều phước báo quý vị. Có gì mà bằng. Bởi vì người ta nói là cái gì bố thí với vô chùa rồi đó, rất là có phước. Thôi vậy để dạo xung quanh cái nhà của chị Quyền á ha. Đây cầu tắm này là cầu tắm độc quyền, không có đụng hàng với ai luôn. Quá trời lo nhoi. Tính mua bọc chùm thêm mà không dám, sợ hết tiền vô cây nước quý vị ơi. Đó nghe thật là xót. Đây. À, tiền số tiền còn dư lại 4 triệu, 6 triệu mấy đó, chị xài hết 2 triệu mấy rồi, còn có 4 triệu gửi người ta đó quý vị. Đó, thật tình luôn. Để sau này chị
có gửi, đợt sau thì em sẽ cho chị chích ra khoảng 400-500 vậy đó, gửi tiền nhà trọ người ta, chứ không có để thiếu nợ người ta lâu dài và nhiều được quá vậy. À, có nhiều trả nhiều, cũng như trả từ từ thôi, đừng có để cho Phật ý của chú nhà trọ. Chú nhà trọ cũng cụ chiến binh, cũng làm có hai cái phòng trọ đó thôi, mà nhân chú cũng ý kệ đi, kêu chích ra để trả một phần, cũng như 400-500 vậy, gửi từ từ đi, gửi đủ thôi. Đợt sau này là nếu mà chị kia có gửi về tiếp để lo làm cái nước đó, có dư chút đỉnh chị chích ra 400-500 gì gửi tiền trả nhà trọ ha. À, gửi ổng từ từ đi, hồi bữa hổm giờ là có gửi là được lòng nào chưa? Dạ, hôm qua ông lại đòi nó chưa có tiền đó, em không dám xài nữa, không dám đông cho ổng. Rồi nói ngay đi, ổng cũng biết điều lắm, ổng không dám nói cái nặng nói nhẹ gì đâu ha. Chú đó là cái mặt có hậu lắm đó. Thì đợt sau này nếu mà cỡ thứ ba thứ tư gì đó, chị có gửi về để chị gửi 400-500 gì đi, cho đừng có cho chú lại đây hoài, cũng phiền á. Tại tiền đó tính trả mà trả không được. Tại mình đúng rồi, chị Quyền thì sợ không có đủ tiền làm cái nước rồi, mà làm Phật ý của Mạnh Thường Quân nữa là người ta nghĩ giúp mình luôn đó. Bây giờ người ta giúp tới con mình nữa. À, các nhà xong xuôi hết đi là sẽ giúp bé đi ăn học đó, chứ chị là chị nhắm lo không nổi rồi, quá đông rồi. Kế hoạch được rồi chị ơi, nghỉ sanh hả? À, nghỉ sanh đi, kế hoạch đi. Không kế hoạch luôn. Tiệt sản luôn. Tiệt sản luôn ha, là cắt đứt dây chuông, đừng có luồn dây chuối gì đó. À, ăn cơm với chả sáng. Rồi bữa nay có cái cánh cửa bấm lên bấm xuống rồi ha, tuột lên tuột xuống cửa tự động nè. Đó. Gọn gàng, đây nè, rộng lắm quá vậy. Đó. Quá trời luôn. Ở đây gió dữ dằn thiệt. Đây. Tài sản trọn vẹn chỉ có bao nhiêu thôi, đó mấy cái nồi. Đó có nhiều thôi quý vị ơi. Đó, rồi bây giờ điện cũng chưa vô được mà nước cũng chưa vô được, đợi tháng sau. Đó, nó đủ trăm bề hết trơn. Bữa nay gắn thêm một cánh cửa tự động nữa. Rồi con hiện tại giờ con có biết đếm từ mấy đến mấy được? Đếm từ 15. Từ 15 hả? Từ 1 tới 15 là hết hả? Rồi biết chữ nào không? Biết chữ nào? Đếm số 1 tới 15. Đâu đếm thử à? Đếm coi. Đếm đi. Đếm cho chú nghe. Đếm coi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Rồi, vậy là tới 15 là đứt đài ha. Là đài không có còn phát thanh nữa. Đó quý vị, 10 tuổi rồi chưa có đi học mà đếm từ 1 tới 15 là đứt đài à. Đó, đài không còn phát thanh nữa. Thấy tội quá. Bây giờ không có ai nè. Không có ai hát tặng chú đi, đâu có ai đâu. Tặng cho chú bài. Tặng đi hát bài đi. Để xuống bài gì? Bài gì cũng được hết trơn. Thích bài gì là con hát bài đó. Hát đi. Hát cho lớn lên. Nói con cò bé bé đi, để cô chú Mạnh Thường Quân ta cho con đi học. Đó, hát tặng đi. Con cò bé bé nó đầu cánh tre đi không hỏi đi đâu hỏi mẹ. Gì đó. Rồi con hát đi. Biết đi đường nào khi đi em hỏi đi về. Ồ, hết hồn luôn trời. Cái bọc bánh nó bể. Ồ, đứt đài nữa à. Rồi hát cho hết, hát từ đầu lại nè. Đó nè, con để đây nè, không có rung đâu, học chú có làm gì đâu mà rung. Bây giờ con hát từ đầu lại nè, hát lại. Bắt kim thang cũng được. Bắt kim thang cà lan đi cột qua kèo, kèo qua cột, chú ăn dầu mà xe, chú ăn ít lợi làm chi, con le đánh chấm khỏi kèo, con bẹp bẹp cà cà chú tê cà.
bé mắc cỡ. Ừ, có giò khẳng nè, không có mang dép mang gì luôn. Quá xa. Ờ, mà ở ngoài ruộng này cũng không có được đâu, nó quen à. Đó. Thôi Thắng miền Tây lại tới đây thăm hỏi chị bao nhiêu thôi, và cho biết cái vô điện vô nước như thế nào để gửi đến cô chú anh chị tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của chị Quyền sáu đứa con này. Thì hiện tại giờ thì cũng anh cũng đi làm với mấy hai đứa lớn cũng đi làm để phụ gia đình, nó cũng trang trải qua ngày thôi, không có dư. Thành ra vô cây nước thì tới tháng sau, vô điện thì phải có nhà mới người ta vô điện được đó, nó khổ trăm bề như vậy đó. Thì thôi Thắng miền Tây cũng chia sẻ tới đây, cũng xin khép lời video tại đây. Chúc cả nhà và cô chú Mạnh Thường Quân được nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ hạnh phúc và thành công, luôn luôn qua mời phương chư Phật gia hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc cho chị Quyền sớm được căn nhà và điện nước để cho hoàn chỉnh, để cho sau đó để cho bé đi học đó. Mô Phật cũng có duyên có phước, một chị ở Mỹ giấu tên đã giúp chị Quyền từ A đến Z luôn. Thôi Thắng miền Tây cũng xin khép tại đây. Xin chào mọi người, hẹn lại video tiếp theo của mình.